chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Cá chép quá rồng, vé cạn lộc trời, gặp thời đổi đời sang trang, tiền vàng ngập lối, giàu có chạm đỉnh. Quý khán giả thân mến, một số ít người rất thành công là nhờ may mắn, còn đâu ai đã đứng trên đỉnh vinh quang thường là do bản thân họ xứng đáng, chỉ là sự nỗ lực của họ thường người đời không nhìn thấy mà thôi. Tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 luôn là như vậy, nỗ lực trong im lặng, chăm chỉ làm việc, không lời thở than, cặm cụi xử lý vấn đề, không có thời gian mà chán nản, vất vả ngược xuôi, thân tâm mỏi mệt, nhưng vẫn cười như thể đời không có chuyện, nên lắm người nhìn vào tưởng họ nhàn tản lắm, người giỏi trên đời rất nhiều. Nhưng người thành công thường là người có khả năng chịu đựng được áp lực, đó là điều làm nên sự khác biệt, ngã 7 lần, đứng dậy 8 lần, lắm lúc chỉ giản đơn là như vậy. Nhâm Tuất 1982 đã ngã bao nhiêu lần cũng chẳng nhớ nữa, một phần do bản thân họ tự ngã, nhưng nhiều lần là do người xô, lắm khi do chính những người thân thiết nhất, tin yêu nhất đưa mình vào hoàn cảnh oái oăm, cơ mà họ vẫn cứ nhịn, cứ tiếp tục chịu đựng áp lực và kiên trì bền bỉ đứng dậy làm lại dần, bao thiệt hại từ người đời tạo ra, giúp họ bớt nhiều phần nghiệp quả, để đường đời càng lúc càng thuận. May chỉ là những trống rỗng, thất vọng do nhân tâm mang tới, có lẽ mất cả đời Nhâm Tuất mới có thể nguôi ngoai trong cái đoạn tương lai gần trước mắt. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 thân mến, người tuổi Nhâm Tuất thường được biết đến với sự thông minh, nhạy bén và lòng trắc ẩn. Họ biết cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh và luôn nỗ lực để mang lại sự hài hòa trong cuộc sống. Điều này không chỉ giúp họ có một cuộc sống gia đình ấm áp, hạnh phúc, mà còn giúp họ xây dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định. Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng và tràn đầy hoa hồng. Những người tuổi Nhâm Tuất cũng phải đối mặt với không ít thử thách và khó khăn. Nhưng chính trong những thời khắc gian nan ấy, họ mới phát huy hết được sự kiên cường, bền bỉ và trí tuệ của mình. Đó là lý do vì sao người tuổi Nhâm Tuất dù phải trải qua bao thăng trầm, cuối cùng vẫn đạt được những thành công rực rỡ, tiền tài đầy ắp và hậu vận cực kỳ giàu sang. Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi bước vào thế giới tử vi đầy huyền bí để nghe rõ mệnh trời, hiểu rõ những gì đang chờ đón người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 này. Với những lời khuyên từ tử vi, bản mệnh sẽ biết cách tận dụng mọi cơ hội, tránh xa vận hạn và sống một cuộc đời trọn vẹn hạnh phúc. Bởi lẽ hiểu rõ mệnh trời không chỉ giúp bạn vững vàng trước mọi biến động, mà còn giúp bạn tự tin bước đi trên con đường của chính mình, đạt được những điều mà bạn hằng mong ước. Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 nhận thấy, vận trình của con giáp này hung cát đang xen, nếu bản mệnh nắm bắt được cơ hội thì vào nước đố đổ dách, sống an nhiên tự tại, tiền tiêu ba đời không hết, nhưng sẽ thật đáng tiếc cho những ai bỏ lỡ thời vận của mình, thì sẽ phải tiếp tục cuộc sống chạy dạy đó đây, nghèo khổ cả một đời một kiếp. Vậy, vận trình tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 tiết lộ những gì về vận mệnh cuộc đời của con giáp tuổi Nhâm Tuất, làm sao để vượt qua mọi tai ương, đón thời giàu sang hưng vượng, thì xin mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi tìm hiểu chi tiết trong video ngay sau đây nhé. Người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 đứng ở vị trí 11 trong số 12 con giáp. Người tuổi Nhâm Tuất nói chung là người chính trực, thành thật, thẳng thắn, giàu lòng chính nghĩa. Họ là người trượng nghĩa, làm việc công bằng, ngay thẳng, chân thành, rất thích bênh vực kẻ yếu, tự nguyện nghe người khác tâm sự, sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn với họ. Vì thế, Nhâm Tuất biết cách sống hòa bình với mọi người. Nếu là Nhâm Tuất có tính thẳng thắn, bạn có thể có cảm nhận như thế này. Khi gặp chuyện phiền phức, bạn tìm sự giúp đỡ bằng cách đến gõ cửa hoặc điện thoại cầu cứu họ. Lúc đầu có thể họ do dự hoặc từ chối, tuy nhiên, một khi họ biết được sự thực là bạn rất cần sự giúp đỡ thì họ liền hết sức giúp đỡ, không một chút do dự. Có lúc Nhâm Tuất còn bảo vệ lợi ích của người khác và coi đó là việc quan trọng hơn là bảo vệ lợi ích bản thân. Nhâm Tuất sẽ hết mình với những ai tốt với họ. Khi đứng trước sự bất công, họ không thể bỏ qua được mà sẽ nổi cáu, tức giận. Nhưng khi sự nóng giận qua đi thì họ bình tĩnh ngay. Cần chú ý là họ không nổi cáu với sự đố kỵ hay hoài nghi, mà chỉ tức giận với sai lầm. Hơn nữa, họ không để bụng khi sự việc đã qua. Nhâm Tuất có lòng nhân ái, có trách nhiệm,
tận lực làm việc nên có được lòng tin của mọi người. Làm việc không bỏ dở, đó chính là sở trường của Nhâm Tuất. Một điều may mắn nữa là sự nghiệp mà Nhâm Tuất theo đuổi kiên trì thường rất giá trị và cao quý. Trong sự nghiệp của mình, họ rất chăm chỉ và kiên trì. Đương nhiên đó là việc chính nghĩa, vì vậy họ luôn đạt được thành tích tốt trong công việc. Những đặc trưng trên của Nhâm Tuất cho ta biết rằng họ không phải là người theo chủ nghĩa vật chất, cũng không phải là người chỉ biết giữ khư khư cái cũ. Lời nói, hành động của họ vừa giản dị, lại vừa khôn ngoan, nhanh nhạy. Bề ngoài giản dị, thật thà, nhưng ẩn chứa bên trong sự thông minh, nhạy bén. Họ thường chiêm nghiệm cuộc đời và quan sát người khác, nhưng đối với những việc cụ thể hay khi tranh cãi, đừng hy vọng họ đứng ra gánh vác giúp đỡ, vì thiên tính của họ là ẩn tránh. Họ chỉ muốn bảo vệ bản thân không bị người khác xâm phạm. Người khác giao tiếp với họ phải bỏ ra rất nhiều công sức thì mới giành được sự tín nhiệm của họ. Người tuổi Tuất vốn lanh lợi, hiểu bằng trực giác rất mạnh. Sở trường của họ là có thể dựa vào lý trí để biết được tính cách đối phương ngay lần gặp đầu tiên. Cảm giác trực tiếp, nhạy bén này đã phân biệt được sự đúng sai, phải trái một cách cơ bản, chính xác. Tuy nhiên, cũng không nên quá tin vào trực giác này. Nó có thể khiến bạn mất đi cơ hội tiếp xúc với những người tài giỏi. Muốn nhận thức chính xác về một Nhâm Tuất, bạn chỉ cần quan sát họ khi đang tranh luận. Một khi biết được người khác động chạm đến danh dự và phá hoại lợi ích của mình, họ sẽ anh dũng đấu tranh đến cùng, không khuất phục, không một sức mạnh nào có thể ngăn cản họ. Đương nhiên, khi xảy ra sự việc nghiêm trọng, như có người nào đó làm hại đến gia đình họ, thì họ sẽ nổi giận. Thực sự, họ sẽ đọ sức với đối phương bằng lời lẽ đanh thép, vào tính logic để chiến thắng đối phương. Khi tranh cãi với người khác, họ luôn dựa trên sự công bằng, không dùng những trò tiểu nhân để giành chiến thắng. Họ có thể đảm nhận được mọi công việc trong quân đội, có thể trở thành nhà quản lý ngành vận tải, bác sĩ, chánh án, luật sư hay giáo sư ưu tú. Hơn thế, họ còn thích hợp với những công việc yêu cầu tính kiên nhẫn cao như nhân viên công vụ, nhân viên lắp đặt máy tính. Họ thường giấu kín hoài bão trong lòng, trung thành với người giao công việc cho họ. Chỉ cần những việc đó nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ thì họ sẽ vui vẻ giúp đỡ. Điểm yếu của nam giới tuổi Nhâm Tuất là ít nhẫn nại. Nhâm Tuất cố gắng làm việc và cống hiến hết mình để đem lại lợi ích cho cộng đồng và tập thể. Tinh thần làm việc của họ rất cao đẹp, không màng vật chất, gia tài, địa vị. Phong cách sống thanh cao ấy không phải ai cũng có. Bởi vậy, tuổi Tuất được rất nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ. Cuộc sống của họ thực tế không phải chỉ toàn là màu hồng. Họ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí là nguy hiểm. Tuổi Nhâm Tuất cả đời lương thiện, luôn nghĩ đến lợi ích của người khác. Vì thế, họ gặp được nhiều may mắn, cả về công danh, sự nghiệp lẫn sức khỏe. Về phương diện tình cảm, khi rơi vào mối tình nồng cháy, họ chỉ lặng lẽ yêu và dành mọi sự quan tâm, chăm sóc cho người yêu. Nam giới Nhâm Tuất đặc biệt không dễ tin người. Tuy nhiên, một khi đã có lòng tin thì sẽ đối xử rất chân thành với sự tín nhiệm này. Tuổi Nhâm Tuất dễ dàng chinh phục được đối phương nhờ sự chân thành, thân thiện, tốt bụng của mình. Họ sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại, có thể để hy sinh mọi thứ để người mình yêu được hạnh phúc. Dù vẻ bề ngoài khá lạnh lùng nhưng họ lại là những người có trái tim ấm áp và chung thủy. Nam mệnh tuổi Nhâm Tuất nổi tiếng thông minh, sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp bất ngờ. Họ phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Những ước mơ và hoài bão luôn tồn tại trong con người của họ như một ngọn lửa âm ỉ. Chỉ cần tìm thấy cơ hội thuận lợi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt. Nữ mệnh tuổi Nhâm Tuất là những người nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động. Họ thích tham gia những hoạt động tập thể, trở thành những tình nguyện viên giúp đỡ những người gặp khó khăn. Cô nàng này rất coi trọng vẻ bề ngoài. Bạn sẽ không bao giờ thấy họ ra khỏi nhà trong bộ dạng luộm thuộm, xấu xí. Họ là những người giỏi giao tiếp. Vì vậy, phụ nữ tuổi Tuất có nhiều bạn bè yêu quý và tin tưởng. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982. Thời điểm trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 có thể là khoảng thời gian nhiều thử thách và áp lực cho những người tuổi Nhâm Tuất. Các Nhâm Tuất cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những khó khăn, biến động và cả những bất trắc nữa. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, mọi việc mà Nhâm Tuất muốn đạt được đều phải đổ mồ hôi, công sức gấp nhiều lần so với năm cũ.
Cảm giác kiếm tiền chật vật có thể khiến Nhâm Tuất nản lòng, nhưng đừng từ bỏ nhé. Hãy nhớ rằng chỉ cần kiên trì thì vẫn sẽ vượt qua được những trở ngại này. Về phương diện sức khỏe, đặc biệt trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, sức khỏe của Nhâm Tuất có dấu hiệu suy giảm, chủ yếu là do phải chịu quá nhiều áp lực trong cuộc sống. Hãy cố gắng duy trì nếp sống điều độ, khám chữa bệnh khi cần thiết và tâm sự với người đáng tin cậy để cảm thấy thoải mái hơn. Ngoài ra, Nhâm Tuất cũng cần phải đi lại cẩn thận để phòng họa huyết quang. Về phương diện tình cảm gia đình, vào trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 là thời điểm đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực tình cảm. Tình cảm của bản mệnh tiến triển một cách hài hòa và đặc biệt. Nhâm Tuất luôn được người thân quan tâm và thấu hiểu. Chính điều này đã tiếp thêm động lực và sức mạnh để Nhâm Tuất đối mặt với những khó khăn và cố gắng tiến về phía trước. Về phương diện công việc, tuổi Nhâm Tuất có thể gặp nhiều trục trặc và thách thức. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, các mối quan hệ xã giao của Nhâm Tuất cũng có thể gặp vấn đề do tiểu nhân quấy phá. Nếu có cơ hội thăng tiến thì cũng không rõ ràng, Nhâm Tuất sẽ phải rất cố gắng mới có thể đạt được. Về phương diện tài chính, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 có thể mang đến những thách thức, đặc biệt là đối với người làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, không nên quá lo lắng, hãy cố gắng hết mình và mọi chuyện sẽ ổn định, vận trình sẽ cải thiện hơn. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống trong từng tháng âm lịch của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, trong tháng 11 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất tháng này khó mà có bước tiến khả quan. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm suy, bạn trở thành người dễ an phận thủ thường, ngại phấn đấu, không muốn phải vất vả, mất công mất sức. Mỗi khi gặp phải bất đồng ý kiến, bản mệnh thường có ý muốn thỏa hiệp chứ không muốn đứng lên bảo vệ quan điểm của mình. Vì thường xuyên theo ý kiến của người khác nên bạn thường không được lãnh đạo đánh giá cao. Một vài người thường xuyên lo lắng, bất an về tương lai trước mắt, nhưng lại không có hành động thực tế để vươn lên khẳng định bản thân mình. Bạn dành nhiều thời gian để suy nghĩ dẫn dơ hơn là bắt tay vào làm việc. Nếu cứ tiếp tục giữ tình trạng này, công việc của con giáp này sẽ mãi dậm chân tại chỗ, bạn cũng khó có thể tiến bộ được. Ngoài ra, tuổi Nhâm Tuất cần trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Nếu cảm thấy bối rối trước những sự lựa chọn, bạn cũng có thể nhờ người khác phân tích, rồi dần dần xác định được hướng đi cho mình. Trên thực tế thì tháng này bạn không phải không có cơ hội để vươn lên. Dịch mã cho thấy, nếu như bản mệnh luôn nhắc nhở mình cố gắng, sẵn sàng tham gia vào các buổi học tập, thảo luận, sẵn sàng đi những chuyến công tác xa, thì bạn sẽ học được những điều đáng quý. Sự nỗ lực của bạn ắt được cấp trên ghi nhận và dành cho nhiều cơ hội để phát triển hơn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, trong tháng 11 âm lịch, vận trình tài lộc của tuổi Nhâm Tuất trong tháng 11 âm lịch này chủ yếu vẫn dậm chân tại chỗ. Bạn không có ý chí phấn đấu cũng như không thích cạnh tranh, nên thường nhường cơ hội kiếm tiền vào tay người khác. Nguyệt lệnh lâm suy cho thấy, nếu bản mệnh vẫn giữ tình trạng này, bạn sẽ thua cuộc trước nhiều đối thủ cạnh tranh khiến tiền bạc tổn thất. Sự lo lắng, thiếu tự tin, thiếu định hướng khiến bạn thường chần chừ, do dự khi đứng trước các cơ hội. Bạn cần tin tưởng hơn vào khả năng của chính mình. Chỉ khi bắt tay vào làm, con giáp này mới biết khả năng của mình đến đâu. Nếu từ bỏ quá sớm, bạn vừa không kiếm được tiền, lại vừa bỏ lỡ thời điểm phát hiện năng lực tiềm ẩn của mình. Thực tế thì bản mệnh cũng không phải chịu tác động quá lớn của hung tinh, nên dù tiền bạc không đổ vào túi ồ ạt thì cũng không đến nỗi bị kẻ xấu lừa gạt, gây tổn hao quá lớn. Nếu bạn quyết tâm hơn trong công việc, dịch mã cho thấy, con giáp này vẫn có cơ hội kiếm được đồng ra đồng vào, không phải lo lắng chuyện chi tiêu. Người làm công ăn lương nếu muốn kiếm thêm thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, thì có thể bắt tay vào làm thêm. Tuổi Nhâm Tuất cần sắp xếp thời gian hợp lý để vẫn đảm bảo công việc chính mà vẫn có sức để làm các công việc tay trái. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, trong tháng 11 âm lịch, tháng 11 âm lịch này
Tuổi Nhâm Tuất không mắc phải bệnh nặng, nhưng do tinh thần thường xuyên bất an, lo lắng nên bạn dễ cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không muốn làm bất cứ việc gì. Bạn cần tìm cách thích hợp để giải tỏa những áp lực trong lòng mình. Hãy tâm sự với người khác hoặc ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành nhiều hơn. Bản mệnh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, dần dần tìm ra cách thích hợp để giải quyết khó khăn. Một số người mắc phải bệnh vặt như cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi. Trong khoảng thời gian này cần chú ý hơn đến chuyện ăn mặc, sinh hoạt khi thời tiết thay đổi. Đừng để những căn bệnh vặt vãnh ấy cản bước chân bạn, khiến cho con giáp này không còn muốn tập trung vào nhiệm vụ chính. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, chuyện tình cảm của tuổi Nhâm Tuất khá ảm đạm, khi lứa đôi có dấu hiệu xa cách, người độc thân thì không mặn mà với chuyện yêu đương. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm suy, bạn thường xuyên lo lắng, phiền muộn vì các vấn đề trong cuộc sống, nhưng lại không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Vì vậy, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia dần dần nảy sinh khoảng cách, thậm chí hành động của con giáp này còn khiến đối phương hiểu lầm, đẩy đôi bên vào nhiều mâu thuẫn, rạn nứt. Nếu tin tưởng nửa kia của mình, bạn cần chủ động mở lòng và tâm sự với người ấy nhiều hơn. Dù người ấy không thể có những hành động thực tế để giúp đỡ bạn đi nữa thì cũng có thể khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khi tinh thần nhẹ nhõm, bản mệnh cũng sẽ có những cái nhìn lạc quan hơn về mọi việc. Với những người vẫn còn độc thân, bạn không muốn giữ những mối quan hệ quá thân mật với người khác. Bản mệnh cho rằng mình vẫn có thể sống tốt mà không cần đến sự quan tâm của bất cứ ai. Do đó, bạn thường chọn cách làm ngơ với những tin nhắn quan tâm của người khác, dù không muốn nghĩ tới chuyện yêu đương đi chăng nữa. Con giáp này cũng không nên có thái độ quá cực đoan khi được ai đó giới thiệu mai mối. Hãy cư xử một cách lịch sự để không làm mất lòng người có ý định tốt với mình. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, trong tháng 12 âm lịch. Tương hình án ngữ tháng này, tuổi Nhâm Tuất được dự báo đương đầu với khá nhiều sóng gió. Người làm văn phòng dường như luôn làm không hết việc, người kinh doanh thì chạy dạy khổ sở bên ngoài. Ở vào thời điểm cận kề năm mới, đáng lẽ mọi việc cần phải được gấp rút hoàn thiện để có thể yên tâm đón Tết, nhưng bản mệnh vẫn phải nhiều phen lao đao. Khi công việc có dấu hiệu trì trệ, tiến độ chậm trễ, lại thêm nguyệt lệnh lâm suy, con giáp này khó có thể thực hiện công việc theo đúng kế hoạch đặt ra ban đầu. Mọi việc dần đi chệch khỏi tầm kiểm soát của tuổi Nhâm Tuất, trạng thái tinh thần của bạn cũng trở nên sốt ruột, căng thẳng. Một khi tư tưởng rơi vào bế tắc, con giáp này cũng ngày càng thiếu tin tưởng vào bản thân, chẳng còn tâm trí để tập trung vào công việc. Đáng lẽ phải tìm cách khắc phục khó khăn để chuyển nguy thành an, thì bạn lại có dấu hiệu bỏ bê, chán chường. Điều này tạo thành một dòng luẩn quẩn, việc dồn việc, rắc rối chồng chất, tinh thần càng thêm chán chường. Chẳng những vậy, bạn có lẽ sẽ phải trải qua nhiều tình huống khó khăn đến từ đồng nghiệp và cấp trên, khi các ý kiến đưa ra thường vấp phải sự phản đối hoặc nghi ngờ của tập thể. Bởi sự tự tin, kiêu ngạo từ những công việc trước khiến cho bản mệnh mất điểm với những người xung quanh. Cũng có những thời điểm, tuổi Nhâm Tuất quá dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đã có, mãi ngủ quên trên chiến thắng mà bạn đã lơ là nhiệm vụ. Tinh thần chiến đấu bị phủ bụi những điều này, chủ yếu xuất hiện ở những người làm công ăn lương, quan chức, làm văn phòng. Dù vậy, đây cũng không phải thời điểm thích hợp để nhảy việc. Thời điểm cuối năm, bạn nên hài lòng với những thứ ở hiện tại, kẻo gây hao hụt tiền bạc và mất uy tín. Lưu ý tháng này có sự xuất hiện của sao Thái Âm, mang theo vận quý nhân là nữ giới khá dượng. Nếu cần tới sự trợ giúp từ ai đó, tuổi Nhâm Tuất hãy nhờ một vài người bạn hay đồng nghiệp là nữ của mình. Họ sẽ hỗ trợ bạn rất tốt trên con đường công danh sự nghiệp, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch này dự báo tình hình tài chính của tuổi Nhâm Tuất chưa có sự khởi sắc. Mặc dù có Thái Âm chủ về điền sản, đất đai chiếu mệnh, nhưng tài vận chịu tác động mạnh mẽ từ tương hình cục và nguyệt lệnh lâm suy, nên có thời điểm giảm sút đáng kể. Với người làm văn phòng, dù vẫn có những khoản thu đều đặn từ lương cứng, nhưng những việc làm thêm, buôn bán theo kế hoạch cải thiện thu nhập của bạn lại không đem về lợi nhuận như mong muốn. Có lẽ con giáp này chỉ có thể trông chờ vào khoản thưởng Tết cuối tháng, khi đó tài chính mới có sự cải thiện,
Vấn đề duy nhất bạn phải quan tâm là cần cân đối thu chi hơn. Do là tháng cận Tết nên các chi phí phát sinh cũng không ít. Vì thế, nếu không có kế hoạch tài chính tốt thì bản mệnh cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu mà thôi. Với người làm kinh doanh, việc đầu tư nên tính đường dài, tránh việc thấy cái lợi trước mắt mà nóng vội kẻo trắng tay lúc nào không hay. Nhất là khi vận khí tháng này có dấu hiệu sa sút khá mạnh, những thương vụ mạo hiểm nên được hạn chế, càng hứa hẹn lời lãi cao lại càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tháng này, tuổi Nhâm Tuất cũng nên đề phòng đối thủ cạnh tranh, dùng những thủ đoạn để cướp công đoạt sức của bạn, tốt nhất trong thời điểm này. Bạn đừng vội khởi sự, năm hết Tết đến, hãy tạm gác các kế hoạch đợi ra Tết hẳn tính toán cẩn thận hơn, để nắm chắc phần thắng trong tay. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, trong tháng 12 âm lịch. Tháng này có nguyệt lệnh lâm suy, không chỉ công danh tài lộc bị ảnh hưởng mà phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tuất cũng có dấu hiệu sa sút. Sức lực hư hao, thể trạng uể oải sẽ làm giảm hiệu suất hàng ngày. Khi cơ thể mỏi mệt, đầu óc sẽ thiếu minh mẫn, dễ dẫn tới hành sự sai lầm, gây tổn thương tinh thần cho người khác, đồng thời cũng khiến bản thân bạn vướng vào rắc rối. May mắn là các triệu chứng này chỉ là tạm thời, sẽ nhanh chóng biến mất nếu tuổi Nhâm Tuất duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và luyện tập thể thao hợp lý. Ngoài ra, bạn cũng nên học cách suy nghĩ tích cực, chia sẻ với người thân để giải tỏa áp lực. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, trong tháng 12 âm lịch. Trái ngược với những điều kém may mắn trong công việc và tài lộc, phương diện tình duyên của tuổi Nhâm Tuất lại thăng hoa mạnh mẽ trong tháng 12 âm lịch này. Nhờ có thái âm chiếu mệnh, vận đào hoa của con giáp này tăng lên, mở ra nhiều cơ hội tình cảm cho cả người đã có gia đình lẫn người độc thân. Đặc biệt là với người độc thân, nếu biết nắm chắc cơ hội thì không khó để bạn tìm được mối nhân duyên tiền định của mình. Bản mệnh nên nhân cơ hội này để mở trái tim mình, đón tình yêu bằng cách tự tin hơn về sức hút từ con người tự nhiên của mình. Đừng cố bắt chước hay tỏ ra giống ai đó, bởi đấy sẽ không còn là bạn nữa. Hãy cứ là chính mình trong mọi hoàn cảnh, từ thân bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự. Với những người đã lập gia đình, tình cảm chẳng những không có dấu hiệu phai nhạt, mà ngày càng nồng ấm hơn. Ở những ngày cận kề Tết Nguyên Đán này, công việc của cả hai tuy đều bận rộn, nhưng dù vậy, vợ chồng bạn đều biết dành thời gian cho nhau nên không có mâu thuẫn gì quá lớn. Tình cảm thuận hòa và êm ấm cũng tạo động lực để tuổi Nhâm Tuất quyết tâm vượt qua nghịch cảnh. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Tý. Không còn gì tuyệt vời hơn nếu tuổi Nhâm Tuất và tuổi Tý hợp tác làm ăn với nhau. Sự kết hợp này sẽ đạt được hiệu quả cao và giúp họ gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Tý sẽ mang lại may mắn, tài lộc đến cho sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tuất. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Sửu. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, tuổi Nhâm Tuất sẽ giúp đỡ tuổi Sửu trong phần tính toán, lập kế hoạch cho những bước phát triển vượt bậc, còn tuổi Sửu sẽ là trợ thủ đắc lực, giúp tuổi Nhâm Tuất tiến hành những kế hoạch dự định đó. Họ tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, bởi vậy, mối quan hệ này ngày càng lâu dài và gắn bó. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Dần. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, hai tuổi này sẽ xây dựng được một sự nghiệp ổn định, vững chắc. Tuổi Dần sáng tạo và nhanh nhẹn, nhưng lại dễ nản chí, và tuổi Nhâm Tuất sẽ giúp họ khắc phục được những nhược điểm đó. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Mão. Người tuổi Mão rất thông minh, hơn nữa lại rất khách quan nên có thể trợ giúp cho người tuổi Nhâm Tuất. Người tuổi Nhâm Tuất cũng sẽ không phản bội lại người tuổi Mão, nên hợp tác là rất tốt. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Thìn. Tuổi Nhâm Tuất và tuổi Thìn cũng sẽ hợp tác tốt nếu như họ cùng có mục tiêu và chí hướng. Những người tuổi Nhâm Tuất cần cù làm việc không ngừng nỗ lực để đạt được thành công, nhưng đôi lúc họ lại thiếu đi sự may mắn. Lúc này, sự có mặt của tuổi Thìn sẽ giúp công việc của họ thuận lợi, suôn sẻ hơn. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Tỵ. Có một điểm chung giữa hai tuổi này, đó là tuổi Nhâm Tuất và tuổi Tỵ đều khéo giao tiếp và ứng xử. Bởi vậy, họ có thể cùng nhau hợp tác và đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực. Chắc chắn, tuổi Nhâm Tuất thông minh, chăm chỉ, sẽ cần đến những ý kiến đóng góp sáng tạo,
độc đáo của tuổi Tỵ. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Ngọ. Sự hợp tác làm ăn giữa người tuổi Nhâm Tuất và tuổi Ngọ sẽ đem lại thành công trên nhiều lĩnh vực, bởi cả hai tuổi này đều rất năng động, sáng tạo, chăm chỉ và kiên trì trong công việc. Hơn nữa, họ rất dũng cảm, gan dạ khi đối mặt với khó khăn, nguy hiểm. Không có bất kỳ thử thách nào khiến tuổi Nhâm Tuất và tuổi Ngọ sợ hãi bỏ cuộc. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Mùi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như tuổi Nhâm Tuất và tuổi Mùi trở thành đối tác làm ăn của nhau. Họ có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, là động lực giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Tuổi Mùi hoàn toàn có thể tin tưởng vào tài năng cũng như những kế hoạch, dự định của tuổi Nhâm Tuất. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Thân. Đây cũng sẽ là một sự hợp tác làm ăn tuyệt vời. Nếu như tuổi Nhâm Tuất và tuổi Thân bắt tay trở thành đối tác của nhau. Nếu như tuổi Nhâm Tuất thông minh, chăm chỉ, luôn cố gắng hoàn thành thật tốt trách nhiệm của mình, thì tuổi Thân sẽ đảm nhận vai trò của một nhà lãnh đạo, quản lý và tổ chức công việc. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Dậu. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, hai con giáp này có thể đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Nhâm Tuất có khả năng đánh giá và phân tích nhu cầu thị trường, còn tuổi Dậu sẽ là người thực hiện những kế hoạch, mục tiêu của hai bên. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Tuất. Không còn gì tuyệt vời hơn nếu hai tuổi Tuất cùng nhau bắt tay xây dựng sự nghiệp. Họ là những người có ý chí kiên cường, lòng quyết tâm cao. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, tuổi Nhâm Tuất sẽ không bao giờ chán nản bỏ cuộc. Hai tuổi Tuất kết hợp với nhau sẽ tạo nên một sức mạnh phi thường, phát triển sự nghiệp một cách nhanh chóng, khiến mọi người kinh ngạc. Tuổi Nhâm Tuất với tuổi Hợi. Mối quan hệ này cũng trở nên gắn bó hòa hợp trên phương diện hợp tác làm ăn. Tuổi Nhâm Tuất sẽ đóng vai trò là người đứng đầu tổ chức, sắp xếp công việc. Trong khi đó, tuổi Hợi sẽ là hậu phương vững chắc, ủng hộ, giúp đỡ công việc làm ăn của tuổi Nhâm Tuất phát triển thành công hơn nữa. Quý khán giả thân mến, cuộc đời của mỗi người có thể được xem như một bức tranh đa sắc màu, nơi mà những tình huống tưởng chừng như ngẫu nhiên lại thể hiện sự tất yếu của sự sống. Trong hành trình này, khái niệm may mắn và bất hạnh, niềm vui và nỗi buồn thường đi đôi với nhau, tạo nên những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống của chúng ta. Mặc dù có thể gặp phải những trở ngại và khó khăn, chúng ta vẫn hoàn toàn có khả năng duy trì một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Mới là chúng ta biết cách chọn lựa cho mình một thái độ sống tích cực cùng với một lối sống đúng đắn, mẫu mực. Bài viết này sẽ chia sẻ với bạn 3 yếu tố quan trọng giúp gia tăng mức độ hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Yếu tố thứ nhất mà chúng ta cần chú ý là không nên coi thường người khác, cũng như không nên tự mãn về bản thân mình. Mỗi người trong chúng ta khi được sinh ra đều mang trong mình một số phận và cuộc đời độc lập riêng biệt, từ đó dẫn đến những hoàn cảnh sống và tính cách khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta không thể chỉ dựa vào cảm xúc, vị trí và quan điểm sống của bản thân để phán xét hay đánh giá người khác, cũng như không thể xác định một cách rõ ràng đâu là đúng, đâu là sai. Tất cả những đánh giá trong cuộc sống đều phát sinh từ sự so sánh. Liệu chúng ta có đang so sánh bản thân mình với những người khác, hay là so sánh giữa các cá nhân với nhau, hoặc đơn giản chỉ là từ sở thích và những điều mà ta không ưa thích? Thường thì khi thực hiện những cuộc phán xét hay đánh giá, chúng ta không thể hoàn toàn kiểm soát được bản thân, mà thay vào đó để cảm xúc dẫn dắt chúng ta mà không sử dụng lý trí một cách hợp lý. Mặc dù vậy, mỗi cá nhân đều là một loài hoa độc đáo trong vườn hoa của cuộc sống. Chúng ta đều sở hữu những giá trị riêng biệt và là duy nhất trong cách mà chúng ta tồn tại. Vì thế, đừng bao giờ đánh giá hay hạ thấp người khác thông qua lăng kính chủ quan của mình. Nếu chúng ta có thể đặt mình vào vị trí của người khác, thấu hiểu tâm tư và ý định của họ, chúng ta sẽ nhận ra rằng mọi điều trong cuộc sống đều có nguyên tắc của nó, chỉ là chúng được xem xét từ những góc nhìn khác nhau mà thôi. Người xưa đã từng nói, hữu xạ tự nhiên hương, có nghĩa là bản chất của chúng ta sẽ luôn được phản ánh một cách chân thực qua từng suy nghĩ, lời nói và hành động. Giống như một bông hoa có hương thơm ngào ngạt, nó sẽ tự động thu hút những chú bướm và ong đến với mình. Con người cũng tương tự, chúng ta không cần phải đưa ra định nghĩa hay miêu tả về bản thân cho người khác. Khiêm tốn chính là đức tính cao quý của những người tốt đẹp và vĩ đại. Nhân cách và phẩm hạnh của mỗi người chính là hương thơm của tâm hồn. Những ai biết nói ít làm nhiều và không mong muốn được ghi nhận hay khen thưởng cho những hành động tốt của mình, chính là những người đang tỏa sáng với những phẩm chất cao đẹp mà họ sở hữu. Yếu tố thứ hai, trong cuộc sống,
Hãy học cách không quá tính toán mọi thứ mà hãy thuận theo tự nhiên. Trong hành trình ngắn ngủi của đời người, có rất nhiều điều mà chúng ta mong muốn đạt được từ những giá trị vật chất như sự đầy đủ và sung túc, đến những khía cạnh tinh thần như sự phong phú và khỏe mạnh. Chính vì lẽ đó, chúng ta thường xuyên suy tư và lập kế hoạch để thỏa mãn hết thảy nhu cầu của bản thân. Thế nhưng, cho dù có tính toán chi tiết đến đâu, cuộc sống vẫn luôn có những bất ngờ không thể lường trước và không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra theo ý muốn của chúng ta. Kết quả đạt được đôi khi cũng không giống như kỳ vọng, từ đó khiến cho tâm hồn chúng ta trở nên nặng nề, áp lực và mệt mỏi bởi những lo toan và suy nghĩ thực tế. Việc nắm giữ hạnh phúc giống như cố gắng nắm giữ một nắm cắt trong tay. Nếu bạn nắm chặt quá, cát sẽ trượt ra ngoài nhanh chóng. Còn nếu bạn mở lòng bàn tay ra, những hạt cát sẽ ở lại bền lâu. Có rất nhiều việc trong cuộc sống, chỉ cần chúng ta nỗ lực hết khả năng của mình mà không kỳ vọng quá nhiều, đồng thời giảm bớt sự tính toán, giữ cho tâm hồn mình luôn tự do và lương thiện, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực. Hãy sống hòa hợp với thiên nhiên và vũ trụ để mọi việc xảy ra tự nhiên, giống như dòng nước hiền hòa. Uống lượng khi gặp phải chướng ngại vật. Nếu chúng ta có thể tiếp cận cuộc sống bằng tâm thái thuần khiết và điềm tĩnh, luôn suy nghĩ cho người khác, chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng hay bất an về bất kỳ điều gì xảy ra trong cuộc đời này. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.